Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay bên trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Đỗ Quang Khải, mọi người được phát cho cả nhà xem một cái dáng mũi cấu trúc L lai cao tây cộng hôm nay là xong 5 ngày đến là thai đẹp nha cả nhà. Thì có thể thấy là cái dáng mũi rất là đẹp luôn, phải nói là đẹp không chỗ nào chê nha cả nhà. Dáng mũi cao tây, đầu mũi đẩy dài lên rất là xinh luôn. Em quay dáng mũi ngang cho cả nhà xem thôi. Đây thì mọi người đang xem cái live trực tiếp từ trung tâm thẩm mỹ viện của bác sĩ Khải, trung tâm Clean Beauty Center nha, nằm ở địa chỉ đây. Thì mọi người có câu hỏi nào thắc mắc, mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào hai số hotline này. Đây là tên, số điện thoại cũng như là dịch vụ muốn tư vấn. Và cách thứ hai là inbox trực tiếp thẳng vào trang fanpage của bác sĩ Khải. Thì sau ca phẫu thuật thì bác sĩ Khải sẽ là thăm khám và đặt lịch cho tất cả các bạn luôn. Rất là đẹp luôn, dáng mũi phải nói xuất sắc luôn nha cả nhà. Đây thì phần sóng có độ lượng nhẹ rất là đẹp luôn, đầu mũi được đẩy dài lên đây, thì vẫn còn hơi sưng nề hai bên đây một chút xíu nhưng mà cái dáng rất là đẹp. Thì sau này á cả nhà, khi mà nó hết sưng rồi thì hai cái chỗ này nó sẽ gom lại và cái dáng mũi chúng ta còn cao hơn nữa nha. Đây là cái dáng mũi mới, dáng cấu trúc L cao tây, độc quyền mình trung tâm Minh Minh luôn. Quay ngang xíu, mình quay góc bên kia cho cả nhà xem nha. Thì khách hàng này cũng hơi ngại cho nên là mình chỉ quay cái dáng mũi ngang cho cả nhà xem để cả nhà có động lực đi làm đẹp nha cả nhà. Đây thì phần sống cũng rất là thẳng luôn. Trợ lý của chú. Rất là đẹp luôn, phải nói rất là xuất sắc. Mũi mình trước như sau mình quyết định sửa. Không có sống. Không có sống mà đầu mũi ngắn đúng không? Đầu mũi bình thường. Bình thường ha, bị dãy hoàn trên này ha, đó, bị thấp ở đây nha cả nhà. Và sau khi mà đến với bác sĩ Khải thì bác đã sửa một cái dáng mới rất là đẹp luôn, rất là xuất sắc luôn nha. Rồi. Khách hàng làm gì vậy ạ? Khách hàng là hôm nay là đến thai đẹp nha em. Khách hàng hôm nay đến thai đẹp mũi mới nha. Thì khi mà cả nhà làm đúng 5 ngày mọi người đến trung tâm bên mình thì bên mình sẽ thay cho cả nhà một cái nẹp để cố định một lần nữa. Sau 10 ngày thì sẽ cắt chỉ nha. Hổng làm có đau không? Có đau ha. Rất là đẹp luôn. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái live stream tại đây nha cả nhà. Mọi câu hỏi thắc mắc mọi người cứ comment vào bên dưới. Và nhớ là chia sẻ like để nhận nhiều chương trình lại giảm giá nha.